Hello, xin chào tất cả người. Hôm nay mình sẽ đánh Murad nha. Ok, theo yêu cầu của anh em thì mình đánh Murad. Đây là một con sát thủ đánh cũng sướng như kiểu Lacrot. Rồi anh em cùng mình chơi sẽ hiểu tại sao nó sẽ sướng như Lacrot. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào bạn là Inumia và chào bạn là Joker. Chào bạn Skirt nha. Xin chào tất cả mọi người. I love you phịch phịch. Cái đầu tiên là phải farm đã. Bình tĩnh đừng có ra thế hết hit never của mình rồi. Mỗi nghìn mỗi người hit một đầu cái này. Làm sao mà nên never được. Mình phải có level 4 từ sớm thì mình đi ganh được nha. Con này anh em chú ý. Con này sát thương chủ yếu từ chiêu cuối. Và chiêu cuối của nó không có chí mạng nha. Từ anh em lên 100% chí mạng, anh em dùng chiêu cuối thì nó cũng không có chí mạng đâu. Vì vậy anh em không phải lên đồ chí mạng đâu. Theo mình là như vậy. Ok, đây là cách lên đồ của mình nha. Wow. Rồi thì bạn đông đúng rồi. Ra thế mà vẫn dính chiêu mùa chiêu nội tại của Joker. Bỏ tay thật. Về tí nào. Mình level 4 đã. Ôi mọi người team bạn chơi chiến thuật tập trung giết mình ý. Sợ thật. Hai. Ok. Người rơi vào đây. Thôi mình vừa dùng chiêu cuối rồi. Thôi xong mình rồi. Đùa. Thì bạn đông quá. Đông thật. Chắc không ổn rồi. Thì bạn chơi chân thật là hấp mình rồi. Được rồi, đợi đấy, hãy đợi đấy. Cáo hơi đợi đấy, thỏ cho người ra để sẽ gọi là ăn quả, ăn cáo nhá. Bình tĩnh thôi. Mới một mạng thôi mà, mới 3 mạng thôi. Wow. Quả đấy là mình dùng chiêu cuối để ăn mất. Nếu không thì mình pha lấy có khi giết từng người đấy. Mình sẽ bắt siêu nhân. Mà siêu nhân chạy mất rồi. Vì vậy mình sẽ bắt em Inumia 2 này, 3 này, 4 này. 4 này em chết rồi. Anh em chú ý nha, đánh 4 lần là mở khóa thì sát thương rất là mạnh. Tấn công ở diện rất là rộng nha. Một khoảng của bản đồ luôn. Bỏ tay bởi vì em xinh. Thế cũng hỏi. Em Inumia xinh nhất team bạn đấy. Lôi tí nào mọi người ơi. Đừng vội nha, mình phải này chiêu đã. Đánh Joker này. Joker là choáng rồi. Chiêu cuối rồi. Chết không? Bị làm choáng kinh quá. Anh em chú ý là phải đánh 4 lần thì mình mới mở được khóa chiêu cuối nha. Thì có rất nhiều cách. Theo mình thì tốt nhất anh em mình lấy chiêu cuối lấy lôi tại ở quái rừng này. Xong mình phi thân ra. Đây là mình sẽ phi thân ra. 4 phát nha, 1 này. Xong phi lên 2 lần bật chiêu 2 và kích hoạt chiêu cuối nha. Đó. Chú ý là thao tác phi ra thật nhanh nha. Nhưng mà chỉ phi 2 nhát thôi. Phi thứ 3, thứ 3 là mình bay lại đấy. Này nằm lại này, 1 này, 2 này. Nếu mà áp sát được tướng địch thì dùng chiêu 2 luôn. Nếu không áp sát được tướng địch thì dùng chiêu cuối mới dùng chiêu 2 nhá. Chiêu 2 để cản đường truy sát của tướng địch mà. Tướng địch nó truy sát mình thì mình dùng chiêu 2 để cản đường.
Đấy, xong kích hoạt chiêu 1 thì bay về vị trí cũ. Alo về anh em ơi, team bạn khả năng cao ăn rồng đấy, mình cứ quanh quẩn đánh hai con quái bên này thôi. Không ăn rồng à? Không ăn rồng thì mình lại lấy lâu tại ở rồng này nha. 1 2 này, 3 này, 4 nữa, ok. Nên là kích hoạt chiêu 2 dùng chiêu cuối luôn. Không được. Bởi vì team bạn rất đông và Joker thì nó miễn sát thương vật lý thôi. Bất tử vật lý. Kìa kìa Joker team bạn kìa. Chiêu cuối là chết à? Ok, may quá, có Inumia. Vì Joker có bất tử, sát thương vật lý, rất là kinh khủng. Tới đây tới, đợi tí. Mình sẽ xuống ngay. Không phải vội vàng đâu. Xong rồi. Xong rồi này, xong siêu nhân này. Rồi không được. Chưa có chiêu rồi, mình vừa dùng chiêu ăn quái mất rồi. Có đi đã. Anh em thấy là con lính của team mình đây này. Chết chắc siêu nhân này, chạy đường nào. Đó, lính solo gần giết được cái con rùa. Này thì Joker này. Rồi có chiêu cuối là nó chết thôi. Ok. Đây là một tướng sát thủ đánh rất là sướng bởi cái sự cơ động, cái ảo diệu của nó có thể bay đi bay về. Đó là thứ hai là chiêu cuối của nó, khi bật chiêu cuối thì nó có khả năng bất tử. Và thứ ba là chiêu thứ hai của nó khi kích hoạt thì nó có thể là kích hoạt cái cơn bão cát ấy, chiêu hai sẽ làm giảm giáp tướng địch nhá, làm chậm rất tốt và sẽ khiến Mildred vào cái trạng thái là tàng hình nhá. Không phải tàng hình mà là không thể bị target, là không thể bị tấn công đấy, như kiểu bất tử đấy, đánh rất sướng nha. Mình không nhìn thấy đâu nhưng mà team bạn đánh nhau mình thấy mình ạp rượu, còn mình đánh thì cứ bình thường thôi. Mình đánh thì bình thường thôi, bắt siêu nhân này. Mình biết rồi, mình đánh siêu nhân nhiều, mình biết cái điểm yếu của siêu nhân đó chính là bị làm chậm thì xác định, bị làm chậm hoặc làm choáng là xác định mất chiêu. Siêu nhân có lực điểm, nhược điểm rất là lớn anh em ạ. Chính vì vậy mình bảo là ba tướng DC. Ôi, từ từ mình lấy đội tại ba cũng được, lao lên đánh tướng địch một phát là 4 rồi. Đó, chiều cuối rất thốn, đến bảng hết đi. Chính vì vậy mình ở trong ba tướng DC Comic gia nhập liên quân thì mình thấy Batman điểm yếu ít nhất. Rồi, Batman điểm yếu ít nhất là nó ở trong giao tranh tổng nó không mạnh thôi. Siêu nhân này nói chung là không thể là dùng chiêu đâu. Đấy, choáng liên tục này, choáng liên tục và dùng tê tái vào siêu nhân, coi như siêu nhân thế. Ok, anh em chú ý là bốn lần đánh thường sẽ mở khóa chiêu cuối nha, và chiêu cuối chỉ tồn tại mở khóa trong 5 giây thôi. Như vậy anh em phải tác tác thật nhanh để có thể hoặc là dùng chiêu được không bị lỗi. Có không nha mọi người, cách combo của Mildred là rất đơn giản thôi. Có rất nhiều trường hợp, trường hợp mà mình lấy nội tại, lấy cái mở khóa ở quái rừng hoặc là quái bên đường này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, xong mình phi thân hai phát ra, kích hoạt chiêu 2 và dùng chiêu cuối nha. Đó, xong kích hoạt chiêu 1 để biến về. Đấy, thao tác thì nó đơn giản như vậy thôi, nhưng mà mình áp dụng thì nó phải tập luyện mới áp dụng nhuần nhuyễn như kiểu mình được. Đó, rồi xong bắn thêm một về đấy, nó rất là đơn giản thôi. GL này lên bảng nhá. Ok, rồi anh giết em từ rất lâu rồi, em mới kêu tha em dâm vãi nên anh phải giết.
này, 4 này, phi thân là 1 này. Phi thân phát thứ 2 này, chú ý là phi thân chống địch nha. Kích hoạt chiêu 2 và dừng chiêu cuối. Làm thao tác thật nhanh để cho nó. Rồi rồi. Không thao tác nhanh thì 5 giây anh em mới không thể dùng chiêu cuối nữa đâu. Đấy là lỗi chiêu ngay. Này thì mình có bốn lần đánh thường là thì bạn xác định ngay. À, cách lên đồ Mildred của mình trận này thì anh em theo dõi cuối trận nhá. Đi rừng, cách lên đồ đi rừng. À, mình không nên đồ chí mạng đâu. Mình nên công vật lý thôi. Đặc biệt chú ý là anh em phải lên cái kiếm Lanh Thalit nhá thì mới mạnh được. Chiêu cuối mới mạnh được. Rất là thấm. Mình xoắn nhờ bạn siêu nhân thì mình nói chung là bị khống chế thì xác định rồi, mình có đồng đội với em Indomie hỗ trợ lo gì. Mọi người chú ý là chiêu 2 trừ giáp rất lớn nha, lượng giáp trừ là gần 400 giáp khi ở level 6 của chiêu thức. Vì vậy anh em phi thân 2 lần và kích hoạt chiêu 2 xong rồi chiêu cuối, như vậy chiêu cuối sẽ thấm hơn rất nhiều. Này này, choáng này, choáng này, đấy, wow, tốc biến rồi. Về mọi người ơi, để mình lấy lỗi tại đã. 1, 2, 3, 4, phi thần này ra nè. 1, phi thần chiêu cuối, lên bảng, ok. Rồi, bấm chiêu 1 bay về, đấy. Bắt đầu lấy lỗi tại 1, 2, 3, 4 này. Siêu nhân này. Chạy đâu? Đùa. À, Joker em ơi nghĩ gì? Em ơi giờ đây nghĩ gì? Đánh con này sướng luôn anh em ạ, sướng như kiểu đánh Lacrosse ấy. Ok, mình sẽ cố gắng làm CD tướng này như kiểu Lacrosse. Ok, video clip mình đến hết rồi. Xin chào các bạn, bye bye. Ok, xin chào mọi người, trận này mình sẽ đánh Mildred theo kiểu là đi lên nhá. À, với vân cách lên đồ như kiểu gần như kiểu đi rừng đấy. Ok, mình chỉ thay là bỏ món đồ đi rừng đi thôi. Và mình thay nó vào món đồ xuyên giáp nhá. À, món đồ đó chính là gì nhỉ? Tương xuyên phá. Ok, trận này mình đi solo cùng em ID Mildred đi solo là một tướng solo rất là tốt. Solo lên rất là tốt. Bởi vì nó cơ động. Và chiều cuối rất mạnh. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, ok này. Em nâu đi nhau này, kêu 2 này. Tiếp tục này, chiều cuối này. Bộc phá lên bảng. Ui. Em bị em đấy gọi là
ông già Moren dùng chiêu mình sẽ lúc đấy đợi Moren biến về mình sẽ giết. Rồi là biến về nè, này không kịp trở tay. Kịp làm sao được, phi thần với tốc độ bàn thờ. Rồi em ai đi đâu rồi, em ấy chạy rất xa rồi. Mình có bùa xanh rồi, rất là sướng. Cứ bùa xanh của Moren đại sư cơ khí. Đây, 3 rồi 4 rồi. Đây, 1 này, 2 này, chiêu cuối là lên bảng này. Đấy. Đi lên mình đánh quái hoặc là quái rừng ý, xong ra tối rỉa thì team bạn không thể tránh được nha. Giờ đây xem Moren đã ăn bùa xanh chưa. Chưa. Có quay nha em ơi. Đây này, Moren. Á, à, để mình ra lại 2 này, 3 này. Mày quá, né được chiêu. Đây này, cấu rỉa này, ra rồi. Cấu rỉa, á, à, cái gì vậy? Wow, đồng thật. Bộc phá này. Đùa à? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Moren đâu, ok. À, bạn cung thủ John có vẻ là cô đơn khi mà mọi người chỉ đánh nhau ở bên dưới, không nên đánh nhau. Làm mạng ở mình rồi, buồn quá. Chả là buồn quá đi, cứ lao đầu vào cho mình sợi mạng thế này. Sau một ba anh em có đặc điểm đó là ghim đồ và sẽ lên đồ theo cái nghỉ ghim. Lên đồ sẽ gọi là khi trong mỗi trận đấu mình có thể lên đồ tùy chỉnh dễ dàng hơn, không mất thời gian phải mua từng món một mảnh ghép vào, mà mình sẽ mua một ấn vào ghim đồ và nó tự lên đồ, như kiểu là lên đồ mình chuẩn bị sẵn từ trước thôi. Nó rất là dễ và đơn giản hơn. Đó là cái lợi của mùa 3. Mùa 3 thì sắp đến rồi anh em ơi. Hôm nay thì sẽ ra bộ trang phục mới của Manlock nhá. À, mình sẽ gọi là thức đêm để mua trang phục và làm clip test trang phục của nó ở Việt Nam nhá. Có anh em là cù đêm không nhỉ? Tháng năm nay cù đêm nhá. Ở ra này thì ít ra tướng mới mà toàn ra trang phục thôi. Có em Laureal này. 2 này, 3, 4 này, chết này. Rồi, thốn chưa anh em, có thấy chiêu cuối thốn không? Chạy làm sao được em ơi. Em đại sư cơ khí này. 1 này, 1 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Rồi, ok. Đó. Rất là thấm, chiêu cuối, không phải thốn. À, ngồi không. Em làm gì đấy? 1 này, 2 này. À, cho vào đấy, chạy cho vào đấy, thằng mình bay quay lại. nhảy qua tường. Nhưng mà có em ID đến cứu mình rồi. Đùa. Quả chôn ngộ không thì bạn. Ở trên này mình xanh quá. Trận trước thì mình đi chết mạng đầu, sau phải đánh hơi vất vả một tí thôi. Trận này thì đơn giản quá thôi. Đây này, 2, 3 này, 2 này. Thôi mình về thôi. Không ổn rồi, không có nội tại đánh không thấm đâu. Có chưa cuối cái này ID chết ngay. Ở cái nhìn đồ này thì sẽ gọi là mạnh khỏe hơn.
ở cái nền đồ cũ của mình đánh Mirage đi lên thì nó trâu hơn, nhưng mà không khỏe một cái nền đồ này. Cái này là sát thương dùng chiêu cuối rất mạnh nha. Ở chung mỗi cái nền đồ nó có điểm hay riêng mà. Rồi ok, mình phải test tất cả các nền đồ để mình tìm ra cách tối ưu nha. Yeah, mọi người chạy đi thì mình lấy đôi tại, mình sẽ phi thân lên. Rồi ok, một này, hai này, trong kích hoạt chiêu hai này, trong bỏ chạy này, đấy. Khi bạn mà nhảy vào chiêu hai của mình bị làm chậm ghi khủng lắm, nhất là đứng ở cái viền của chiêu hai ấy. Now VL này, rồi cứ chạm vào chiêu hai của mình rất là thốn. Đó, khi đấy thì mình đang ở trong tàng hình nhá, thì bạn thấy mình tàng hình không nhìn thấy mình đâu. Đây mình sẽ 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, khi thân ra 1 này, 2 này, đó, gần chết tim bạn kìa. Thôi lại lượng nhẹ tiếp tục nha, mà thôi hết mana rồi mình sẽ đi sang ăn bột xanh. Có bột xanh mới chơi trò đấy lâu dài được, chứ mình không nên đồ mana vì con này rất tốn mana, chẳng mấy thì chốc thì nó hết thôi. Mình lên cái lanh tơ đít với cả lên cái thung xuyên phá ấy, thì chiều cuối thì rất thốn luôn. Có thể là chiều cuối chết được một chiều cuối chết luôn được xạ thủ bằng pháp sư tim bạn nha, rất là mạnh. Đánh con này thì thích nhất là có quái rừng để ăn. Ba này không được. Ở đấy mà đánh được 4 phát thì mình dùng chiêu cuối thì sẽ giết được hai bạn kia luôn. Anh em phải nuôi con này nhá, thì mình mới làm chủ được cái chiêu 1. Cái các chiêu 1 rất là diệu. À, chiêu 1 và chiêu cuối, lẫn chiêu 2. Các bạn chơi con trải bên rượu thì biết cái con Mỹ Bạch rồi. Chuyên gia đánh Mỹ Bạch thì sang đánh Như Lát thì rất là dễ thôi. Mình thì không chơi vương giả hướng rượu, mãi vì sao mình mới chơi đường quân trước mình mới chơi vương giả hướng rượu. Anh em có thể thấy mùa 1 thì rất nhiều cao thủ vương giả hướng rượu sang liên quân toàn thách đấu cả. Lý do vì sao họ được thách đấu sớm như vậy, bởi vì là họ là gọi là gì nhỉ, chơi vương giả hướng rượu hàng năm trời rồi. Và vương giả hướng rượu nó như kiểu là phiên bản, nó kiểu cha mẹ đẻ của con trò liên quân. Chính vì vậy thì họ sang đánh liên quân rất là dễ và rất sớm là bắt nạt chính bạn mà mới tập chơi như kiểu mình ý. Mà chưa chắc sang mùa 2 và mùa 3 thì những bạn ở vương giả đánh rượu đã đánh hay bằng các bạn mới học chơi từ lúc liên quân vai ra đâu. Đó, thời gian mới chứng minh được. Con người thì luôn tiến bộ mà mọi người. Những người thì giỏi từ đầu thì họ có lợi thế lúc đầu thôi. À, nên anh em chơi liên quân muộn thì hãy cố gắng luyện tập nhé, luyện tập và học hỏi. Ôi trận này đánh nhàn quá. Ôi về thôi. Mình không có nội tại thì rất là phế. Đợi mình ra lấy nội tại đã. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Ok. Ôi thì bạn đâu? Đây. Đó, gần chết kìa. Đáng tiếc quá. Rồi sẽ end game trận đầu này. Ok, video clip mình đến đây hết rồi. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye.